Trong buổi tiệc sinh nhật, Lucy Nguyễn và Tuấn Dương đã thông báo mang thai lần hai dưới sự bất ngờ của nhiều khách mời. Ngay sau đó, nhiều khán giả cũng đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Sau khi thành đôi từ chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Lucy Nguyễn và Tuấn Dương đã có thời gian hẹn hò hạnh phúc để tìm hiểu đối phương. Đầu năm 2023, Tuấn Dương cầu hôn Lucy Nguyễn lãng mạn trong sự chúc phúc của bạn bè thân thiết. Lucy Nguyễn và Tuấn Dương cũng vừa chào đón con gái đầu lòng ra đời vào tháng 8 năm 2023. Mới đây, cặp đôi Tuấn Dương, Lucy Nguyễn bất ngờ thông báo tin vui khiến dân tình chú ý. Theo đó, trong dịp sinh nhật Lucy Nguyễn, Tuấn Dương đã tổ chức theo concept đám cưới vì sau 2 năm yêu nhau nhưng chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi cũng dự định chờ con gái đầu lòng, bé Nami lớn hơn một chút để tổ chức đám cưới. Hiện tại bé Nami đã 7 tháng nhưng Tuấn Dương và Lucy Nguyễn vẫn phải hoãn vì gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Cụ thể, trong không gian nhẹ nhàng, lãng mạn, Tuấn Dương, Lucy Nguyễn gửi gắm đôi lời đến con gái nhỏ. Nami ơi, con phải có trách nhiệm lên, con 7 tháng tuổi không được như vậy nữa. Con biết tại sao con phải có trách nhiệm không? Vì bây giờ con đã là chị hai rồi. Ngay sau màn thông báo mang thai lần hai Lucy Nguyễn và Tuấn Dương, các ngôi sao có mặt bên dưới buổi tiệc vừa vui mừng vừa bất ngờ. Mọi người ai cũng chúc phúc cho cặp đôi nổi tiếng cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch săn rồng con. Như vậy, Vbiz năm nay sẽ chào đón thêm một nhóc tỷ tuổi rồng đến từ gia đình người nổi tiếng. Đoạn video Lucy Nguyễn và Tuấn Dương chia sẻ về lần mang thai thứ hai thu hút hơn 500.000 lượt xem chỉ sau một đêm đăng tải. Bên dưới video, một người đều tỏ ra ngạc nhiên khi cách đây 7 tháng, Lucy Nguyễn vừa sinh con gái đầu lòng và giờ tiếp tục nhận thêm tin vui. Mọi người cũng bày tỏ sự lo lắng trước sức khỏe của Lucy Nguyễn khi sinh con trong khoảng thời gian khá gần. Một số bình luận của netizen về vấn đề này như: con mới 7 tháng mà đã có bầu, tiếp 4 tháng rồi, sinh thêm em bé hả? Săn rồng nhưng lỡ sang năm mới sinh thì sao? Mình sinh mổ 1 năm rồi mà thỉnh thoảng vết thương vẫn còn đau ê ẩm. Nhìn thấy người ta mới sinh mấy tháng đã mang bầu tiếp thì nể thật, người ngoài nhìn vào thấy cực chứ người ta có điều kiện, có sức khỏe thì lại thấy vui. Được biết, Tuấn Dương nổi tiếng là hot boy mạng được nhiều phái nữ yêu thích, trong khi Lucy Nguyễn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong Vbiz. Cô chơi với hội bạn thân là những nghệ sĩ như Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Diễm My 9X, Nhã Phương, Kỳ Duyên, Minh Triệu. Sau thời gian dài hẹn hò, đầu năm 2023, Tuấn Dương bí mật tổ chức buổi cầu hôn lãng mạn, hoành tráng cho Lucy Nguyễn với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè nổi tiếng. Dù chênh lệch đến 9 tuổi, chàng hot boy luôn nỗ lực làm việc, quan tâm và chiều chuộng Lucy Nguyễn. Đặc biệt, khi cô mang thai, anh theo sát chăm sóc, tạo cho cô tâm lý thoải mái. Những ngày gần sinh nở, Tuấn Dương đưa Lucy Nguyễn vào bệnh viện và túc trực ngày đêm để động viên, cổ vũ tinh thần cho người yêu. Sau khi chào đón con đầu lòng năm 2023, Tuấn Dương cũng thường xuyên vào vai ông bố bỉm sữa, phụ vợ chăm sóc nhóc tỷ. Theo như Lucy Nguyễn tiết lộ, ái nữ của cô có tên thân mật ở nhà là Nami. Bên cạnh đó, sau khi chào đời, Nami cũng được bố mẹ tạo trang cá nhân riêng để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Gần đây, Tuấn Dương còn mua căn nhà 7,2 tỷ đồng để làm quà tặng sinh nhật cho Lucy Nguyễn, khiến cô vô cùng cảm động. Hiện tại, Tuấn Dương, Lucy Nguyễn cũng là cặp đôi viên mãn nhất nhì cõi mạng.